Xin kính chào quý khán giả đang trở lại với chương trình Xe và Xu hướng được phát sóng trong khung giờ quen thuộc lúc 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được sự đồng hành của MG Việt Nam. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong thời gian vừa qua. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình hôm nay với một số thông tin đáng chú ý. Trong đó, chuyên mục Hai Bánh tuần này mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh tổng hợp về chặng 1 của giải đua xe mô tô châu Á ARRC năm 2023 vừa diễn ra tại Thái Lan. Kế đến, mời quý vị cùng trải nghiệm mẫu xe Range Rover mới trong chuyên mục Thử xe. Tuy nhiên, trước tiên mời quý vị cùng đến với chuyên mục mở đầu, chuyên mục thông tin với một số thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, VinFast đã tổ chức lễ bàn giao 27 chiếc xe VF9 đầu tiên cho khách hàng. Việc VinFast bàn giao xe thương mại chỉ sau hơn một năm ra mắt đã khẳng định năng lực triển khai và tốc độ khác biệt của VinFast trên thị trường và cũng như trên thế giới. VinFast VF9 có hai phiên bản gồm VF9 Eco có giá bán là 1 tỷ 970 triệu đồng và VF9 Plus có giá bán là 2 tỷ 178 triệu đồng, giá xe đã bao gồm pin. Lô xe VF9 đầu tiên tới tay người dùng có thiết kế 6 chỗ ngồi, lấy cảm hứng từ khoang máy bay hạng thương gia với hai ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ hai, kết hợp với bệ tì tay cỡ lớn tạo cảm giác sang trọng và rộng rãi. Cùng với tùy chọn trần kính toàn cảnh phiên bản Plus, hai hàng ghế trước kết hợp massage, thông gió và sưởi ở bản Plus. Màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai bản Plus, màn hình hiển thị HUD trên kính lái, gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động bản Plus. VinFast VF9 đảm bảo mang đến trải nghiệm đẳng cấp, tiện nghi và đậm chất công nghệ cho tất cả các vị trí trong xe. Xe cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao ADAS với một số tính năng cấp độ 2. Bộ ứng dụng tiện ích về giải trí thông minh Smart Service liên tục được cập nhật. Động cơ điện có công suất tối đa lên tới 300 kWh, 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ đầy phấn khích. Bộ pin 92 kWh có khả năng di chuyển tới 438 km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423 km đối với phiên bản Plus theo tiêu chuẩn WLTP. Sau lễ bàn giao chính thức tại ba thành phố lớn, VinFast sẽ tiến hành giao xe trên quy mô toàn quốc theo số thứ tự đã đặt cọc. Khách hàng có thể nhận xe tại cửa hàng hoặc tại nhà. Ngoài thiết kế 6 chỗ ngồi, VinFast VF9 còn có tùy chọn 7 chỗ ngồi, dự kiến sẽ được bàn giao đến khách hàng trong thời gian tới. VinFast cũng sẽ liên tục tổ chức các chương trình lái thử ô tô điện tại các showroom, đại lý trên toàn quốc để đông đảo khách hàng có cơ hội trải nghiệm các dòng xe thông minh đẳng cấp mang thương hiệu Việt. Đại diện VinFast cho biết, sự kiện bàn giao VF9 lần này là khởi đầu cho chuỗi sự kiện VinFast sẽ liên tục tổ chức trên quy mô toàn cầu trong thời gian tới. Dự kiến trong tháng 4 năm 2023, VinFast sẽ xuất khẩu lô xe VF8 thứ hai tới thị trường quốc tế, đồng thời bàn giao xe VF5 Plus tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo đó là các kế hoạch xuất khẩu xe VF9 và mở bán VF6 và VF7 trong các tháng tới. Song song với các dòng sản phẩm, VinFast cũng đã quy hoạch hạ tầng 150.000 cổng sạc ô tô và xe máy điện trên khắp Việt Nam, cùng hệ thống 89 showroom, đại lý, xưởng dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh thành. Với ba giá trị cốt lõi là sản phẩm tốt, giá tốt, dịch vụ hậu mãi cực tốt, VinFast đang là hãng xe duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ không ngày nghỉ, cùng các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tâm như sửa chữa lưu động, mobile service, sạc pin lưu động, mobile tracking và cứu hộ 24/7. Thưa quý vị, Ford Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản Everest White Truck đến thị trường trong nước. Đây là phiên bản sở hữu thiết kế mạnh mẽ cùng các tính năng tiên tiến, đưa sản phẩm SUV này được thiết kế cho những chuyến phiêu lưu lên một tầm cao mới. Phiên bản này sở hữu ADN White Truck nổi tiếng của Ford. ADN này bắt nguồn từ dòng sản phẩm Ranger từ nhiều thế hệ trước và được nâng tầm ở phiên bản thế hệ mới. Ngoại thất của Everest White Truck kế thừa những đường nét cơ bắp và thể thao của dòng sản phẩm Ford Everest.
Khoang hành khách của Everest Wildtrak là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu da sang trọng và công nghệ thông minh, giúp nâng tầm trải nghiệm sở hữu và giúp cuộc sống của những chủ nhân trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Ghế lái và ghế phụ được trang bị chức năng chỉnh điện 8 hướng. Ngoài ra, lưng ghế được thêu logo Wildtrak với màu chỉ cam, cyber đặc trưng. Hàng ghế sau và bệ tỳ tay trung tâm được bọc da, kết hợp cùng các đường chỉ khâu tương phản. Các chi tiết màu cam cyber còn xuất hiện trên táp lô, cửa ra vào, bảng điều khiển kỹ thuật số và cần số điện tử. Everest Wildtrak có 6 chế độ lái đáp ứng từ nhu cầu đi lại hàng ngày cho đến những chuyến phiêu lưu off-road với 4 màu, trắng tuyết, đen, đỏ cam và lựa chọn màu sắc đặc biệt là vàng lux, lần đầu tiên được mang đến sản phẩm Everest. Phiên bản Everest Wildtrak đã bắt đầu được mở bán tại các đại lý chính hãng của Ford với giá bán lẻ khuyến nghị là 1 tỷ 499 triệu đồng cho màu sơn đen và 1 tỷ 506 triệu đồng cho các màu sơn trắng tuyết, đỏ cam và vàng lux. Dự kiến xe sẽ được giao đến khách hàng từ tuần đầu tiên của tháng 5 năm 2023. Ngày 29 tháng 3 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty sản xuất lốp xe thương hiệu Nhật Bản Bridgestone đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm chia sẻ và cập nhật những hoạt động về cam kết E8 từ Bridgestone tại Việt Nam. Cam kết E8 từ Bridgestone sẽ kết nối với mọi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp này và sẽ là định hướng cho mọi quyết định xuyên suốt trong quá trình phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp với mục tiêu rõ ràng là hỗ trợ hiện thực hóa một xã hội bền vững. Kể từ khi thành lập vào năm 1931, được dẫn dắt bởi sứ mệnh không thay đổi từ khi bắt đầu là phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo, tập đoàn Bridgestone đã liên tục mở rộng và phát triển kinh doanh để thỏa mãn được những nhu cầu thay đổi không ngừng của xã hội, tiếp tục đóng góp trên phương diện di chuyển và phong cách sống cho mỗi cá nhân. Không nằm ngoài sứ mệnh đó, vào tháng 3 năm 2022, tập đoàn Bridgestone công bố ra mắt cam kết E8 từ Bridgestone, từng bước thực hiện những hoạt động bền vững, tạo nên những chuyển đổi tích cực hướng đến mục tiêu trở thành công ty cung cấp giải pháp bền vững vào năm 2050. Cam kết E8 từ Bridgestone bao gồm 8 giá trị tiêu biểu bắt đầu bằng 8 chữ E trong tiếng Anh: Energy, năng lượng; Ecology, sinh thái; Efficiency, hiệu quả; Extension, mở rộng; Economy, kinh tế; Emotion, cảm xúc; Easer, yên tâm; và Empowerment, trao quyền. Cam kết này kết nối mọi mặt trong lĩnh vực kinh doanh và định hướng cho mọi quyết định xuyên suốt quá trình phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của Bridgestone. Năm 2020, chúng tôi đã công bố chiến lược kinh doanh trung và dài hạn. Chúng tôi đặt tầm nhìn trở thành một công ty giải pháp bền vững bằng cách cung cấp giá trị xã hội và khách hàng. Chúng tôi muốn cụ thể và tập trung vào chất lượng về cách chúng tôi hướng đến trở thành công ty giải pháp bền vững. Sau đó, vào năm 2022, chúng tôi đã công bố cam kết E8 như một quá trình và mục tiêu để tiếp tục hướng đến mục tiêu bền vững. Cam kết E8 không phải là một khuôn khổ, đó là về cam kết và DNA của chúng tôi. Vì vậy, nỗ lực truyền thông của chúng tôi sẽ thống nhất và đồng hành cùng cam kết E8. Chúng tôi có những sáng kiến thực sự tốt, ví dụ như cung cấp lốp xe cho xe buýt điện như Vinbus. Hơn nữa, chúng tôi đang tiến hành các hoạt động nghiêm túc cùng với giá trị trao quyền, empowerment. Chúng tôi đang chuyển đổi tất cả các hướng theo hướng bền vững, xã hội bền vững và trở thành một công ty giải pháp bền vững. Sau một năm công bố cam kết E8, Bridgestone Việt Nam đã và đang triển khai và hiện thực hóa các cam kết với các dự án năng lượng tái tạo tại nhà máy sản xuất lốp ở Hải Phòng, cũng như giới thiệu sản phẩm ứng dụng công nghệ Enlighten dành cho lốp xe điện tại thị trường Việt Nam, song song với việc duy trì các hoạt động đóng góp cho xã hội khác. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Enlighten được sản xuất đại trà trong năm 2023 tại nhà máy Bridgestone Việt Nam ở Hải Phòng và dự kiến được giới thiệu ra thị trường vào nửa cuối năm 2023. Là sáng kiến mang 4 giá trị trong cam kết E8 gồm năng lượng, kinh tế, hiệu quả và sinh thái, Enlighten là công nghệ cốt lõi trong việc tạo ra các sản phẩm mang tính bền vững. Lốp xe sản xuất với công nghệ này sẽ được giảm đáng kể trọng lượng và lực cản lăn, tăng tuổi thọ sử dụng, từ đó giúp tiết kiệm nguồn nguyên liệu thô, giảm tác động đến môi trường. Ngoài ra, cuối năm nay, nhà máy Bridgestone tại Hải Phòng cũng sẽ bắt đầu chuyển đổi sang sử dụng nguyên liệu sinh khối, biomass trong sản xuất, góp phần đạt mục tiêu toàn cầu của tập đoàn Bridgestone trong năm 2030 là giảm 50% khí thải CO2 so với năm 2011.
Một trong những hoạt động nổi bật của chúng tôi là hợp tác với Vinbus. Chúng tôi đang tăng tốc cho sản phẩm mới và cũng bảo trì. Chúng tôi cũng xin chia sẻ về một trong những hoạt động mang tên chiếc cầu nối nhịp tri thức, một phần của hoạt động CSR. Chúng tôi duy trì xây dựng cầu ở khu vực nông thôn để giúp học sinh đến trường và đảm bảo an toàn cho các em. Chúng tôi đang cung cấp khả năng tiếp cận và phẩm giá cho tất cả mọi người từ giá trị trao quyền của cam kết E8. Với cam kết E8 hướng đến năm 2050, Bristol không ngừng tiếp tục cung cấp giá trị xã hội và giá trị cho người tiêu dùng với tư cách một công ty cung cấp giải pháp bền vững, đồng thời giúp tập đoàn có được sự tin tưởng của các thế hệ tương lai. Thưa quý vị, một trong những đóng góp về văn hóa xã hội được Honda Việt Nam chú trọng phát triển là hoạt động đua xe mô tô thể thao. Với mong muốn xây dựng một sân chơi an toàn, lành mạnh dành cho các tín đồ đam mê tốc độ, Honda Việt Nam đã và đang đặt nền móng cho bộ môn đua xe hợp pháp trong tâm trí người dân Việt Nam. Từ đó, để thúc đẩy bộ môn thể thao này ngày càng phổ biến trong nước, đưa đại diện Việt Nam lên bản đồ đua xe quốc tế. Khởi động cho hoạt động đua xe năm nay, đội đua Honda Racing Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan từ các ngày 24 đến 26 tháng 3 vừa qua để tham gia vào chặng 1, chặng đầu tiên của mùa giải đua xe mô tô châu Á năm 2023 ARRC với những kết quả rất khả quan. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh mà chương trình Xe và Xu hướng đã ghi nhận được từ chặng 1 này trong chuyên mục Hai Bánh hôm nay. Mùa giải đua xe mô tô châu Á ARRC 2023 dự kiến khởi tranh với 6 chặng thi đấu tổ chức tại các trường đua lớn trong khu vực châu Á. Hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích thi đấu và đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng tổng qua từng năm, đội đua Honda Racing Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tranh tài tại các hạng mục thi đấu gồm UB150 và AP250 với 4 tay đua tiềm năng. Tay đua cao Việt Nam ở hạng mục AP250, tay đua Nguyễn Đức Thanh hạng mục AP250, tay đua Nguyễn Anh Tuấn hạng mục UB150 và tay đua Nguyễn Hữu Trí hạng mục UB150. Để chuẩn bị cho mùa giải mới với kỳ vọng lọt vào top 10 ARRC, Honda Việt Nam đã tái cấu trúc lại sơ đồ tổ chức nhằm tối ưu hóa sự vận hành của đội đua với vai trò trách nhiệm của từng kỹ thuật viên và kỹ thuật trưởng được phân chia rõ ràng. Bên cạnh đó, với việc tổ chức nghiên cứu cải thiện sức mạnh của động cơ AP250 và hợp tác với đội đua Yuji ở Malaysia trong việc phát triển xe đua ở hạng mục UB150, Honda Việt Nam tin rằng công nghệ mới sẽ hỗ trợ đắc lực cho các tay đua tham dự đấu trường quốc tế. Đối với giải đua quốc tế như là ARRC và TTC thì Honda Việt Nam đã bắt đầu đồng hành từ năm 2015 đến nay. Và đối với giải đua TTC, Honda Việt Nam đã từng một lần vô địch vào năm 2019. ARRC thì Honda Việt Nam đã với cái giải cao nhất toàn đoàn là 7/20 cũng đã đạt được những cái thành tích nhất định. Và với hy vọng là năm 2023 này Honda Việt Nam sẽ đạt được các cái giải đua lớn hơn nữa để có thể củng cố thêm cái nền tảng cơ bản cho nền đua xe Việt Nam. Trong năm 2023, đội đua Honda Racing Việt Nam nỗ lực nâng cao chất lượng tuyển chọn, đồng thời tăng số lượng tay đua, từ đó vừa nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy các tay đua phát triển hoàn thiện kỹ năng, vừa tạo cơ hội tốt để đội hỗ trợ nhau trong quá trình thi đấu và tập luyện. Thông qua việc mở rộng hợp tác tập huấn tại trường đua Suzuka, Nhật Bản, đội đua Honda Racing Việt Nam không chỉ được liên tục mài dũa khả năng, mà còn có cơ hội được tập luyện và cọ sát tại môi trường thi đấu chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế để nâng cao cảm giác lái trên đường đua tốc độ. Đối với năm 2023 thì đội Honda Việt Nam Racing Team có đưa ra mục tiêu đó là đối với ARRC thì sẽ đạt ít nhất là giải 10/20. Tuy nhiên là trong vòng đua 1 ngày hôm qua thì Honda Việt Nam đối với tay đua cao Việt Nam đã đạt được vị trí thứ 8/20 và đây là cái bước khởi đầu tốt đẹp cho cái việc đạt được thành tích mà chúng tôi mong muốn cho năm 2023 này. Còn đối với giải trong nước thì năm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết hợp với Liên đoàn xe đạp và thể thao của Việt Nam để tổ chức giải đua VMRC, nơi tạo ra cái nền tảng các cái tay đua tài năng cho đua xe quốc tế. Trở lại với chặng 1 mùa giải đua xe mô tô châu Á, Asia Road Racing Championship, gọi tắt là ARRC 2023, diễn ra tại trường đua quốc tế Chang ở tỉnh Buriram, Thái Lan.
Trong cái nắng oi ả gần 40 độ C, các tay đua đã trải qua 2 ngày thi đấu từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3 với 6 hạng mục gồm UB150, TVS Asia One Max Championship, Super Sport 600, Honda Thailand Talent Cup, Asia Superbike 1000 và AP250. Như đã nói, đội đua Honda Racing Việt Nam tham gia vào 2 hạng mục là UB150 và AP250. Mỗi hạng mục có 2 tay đua góp mặt. Các đội đua đã có 2 ngày tập dượt, thử sân và chuẩn bị các khâu kỹ thuật trước khi bước vào 2 ngày thi đấu chính thức. Ở hạng mục Underbone 150, hai tay đua Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Trí sẽ cầm lái trên những chiếc Winner X 150. Trong khi Nguyễn Anh Tuấn đã khá dày dặn kinh nghiệm, thì tay đua Nguyễn Hữu Trí lại là lần đầu tiên tham gia hạng mục này ở một giải quốc tế. Điều này đã khiến cho Hữu Trí có phần hồi hộp và lúng túng trong ngày đua thứ nhất. Ở chặng đua phân hạng, suýt chút nữa tay đua này đã phải bị loại. Dạ, em cảm giác rất là hồi hộp, tại do lần đầu em thi đấu tại sân nước ngoài như thế này, là một cái sân lớn thì tâm lý em rất hồi hộp. Và cũng có những thắc mắc. Ở Việt Nam thì em có thi đấu giải VMGT ở hạng mục NSF 110cc, thì em có giải hạng 3 chung cuộc và giải hưởng bình thường trong mỗi chặng đua. Thất bại ở ngày thứ nhất. Ở ngày thi đấu thứ hai, Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Anh Tuấn đã lấy lại tinh thần. Hạng mục UB150 ở ngày thi đấu thứ hai có 24 tay đua. Tuy không có nhiều bứt phá như các tay đua của các đội khác, đến từ các đội như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, hai tay đua Việt Nam cũng giữ vững tay lái và hoàn thành 8 vòng đua và cán đích với vị trí lần lượt là 21 và 22. Kết quả chung cuộc, hai tay đua người Malaysia cùng giành vị trí nhất và nhì, tay đua người Ấn Độ giữ vị trí thứ 3 trên bục podium. Có thể nói, gây cứng và nhiều kịch tính nhất là ở hạng mục Asia Production AP250. Sau kết quả không mấy khả quan của hai tay đua ở hạng mục UB150, đội đua Honda Racing Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng ở hai tay đua Nguyễn Đức Thanh mang số 193 và Cao Việt Nam mang số 65. Tuy không có vị trí xuất phát lý tưởng, nhưng ở ngày đua thứ nhất, Cao Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 8. Đối với anh, đây là kết quả không như những gì anh kỳ vọng. Riêng Nguyễn Đức Thanh cán đích ở vị trí thứ 20. Ngày đua thứ nhất có tất cả 22 tay đua cùng tranh tài. Bước sang ngày thi đấu thứ hai, diễn ra giữa trưa ngày 26 tháng 3, thời tiết tại khu vực tỉnh Buriram khoảng 37 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ tại trường đua có lẽ còn cao hơn gần 40 độ C. Các tay đua lại tiếp tục chinh phục phần thi ở ngày thi cuối cùng. Vị trí xuất phát vẫn như cũ, Cao Việt Nam ở vị trí thứ 13, Nguyễn Đức Thanh ở vị trí 18. Các tay đua Việt Nam sử dụng xe Honda CBR250RR để thi đấu. Sự cố ngay khi vừa xuất phát đã xảy ra với Nguyễn Đức Thanh. Chiếc xe mang số 193 của anh đã va phải một chiếc xe của tay đua đội bạn, khiến cả ba đều ngã. Tuy nhiên, Nguyễn Đức Thanh là người chịu thiệt thòi vì anh phải chia tay phần thi này do một vài chấn thương nhẹ. Còn một mình Cao Việt Nam đại diện cho đội đua Honda Racing Việt Nam thi đấu trên đường đua. Đây là hạng mục thi đấu có lẽ là thú vị và hồi hộp nhất vì sự gây cấn quyết liệt của các tay đua. 22 tay đua thi đấu đến từ các đội đua Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có 15 tay đua cán đích một cách hợp lệ sau 8 vòng đua. 7 tay đua, trong đó có Nguyễn Đức Thanh, đã không về đích như kỳ vọng do va chạm sau những cú tranh giành tốc độ hết sức gây cấn, ngay cả ở những vòng đua cuối cùng. Bất ngờ lớn cho Cao Việt Nam và đội đua Honda Racing Việt Nam với kết quả đầy thuyết phục khi về đích ở vị trí thứ 5 với thời gian đạt được là 18 phút 55 146. Tuy nhiên, do lỗi va chạm của tay đua số 16 về vị trí thứ 4 nên kết quả này đã bị hủy và đương nhiên Cao Việt Nam được nâng lên vị trí thứ 4 chung cuộc gần chạm bục podium. Vị trí chung cuộc ở hạng mục AP250 ngày thi thứ 2 thuộc về tay đua Ấn Độ, giữ vị trí thứ nhất. Hai vị trí còn lại trên bục podium là thứ 2 và thứ 3 thuộc về hai tay đua người Thái Lan. Em rất là vui. Thật ra là so với năm ngoái thì cả đội đã cải thiện rất là nhiều. Thì trong những cái phiên
phiên test thì tụi em đã biết tốc độ của tụi em là đã có thể đạt được top 5 rồi, còn một chút thì không phải mấy giây nữa để có thể đạt được như những cái đội hàng đầu ở đây. Thì trong các trận sau hy vọng là cả đội và cả em cũng sẽ cố gắng hết mình để tiến lên phía trước. Đối với em thì việc vào top 10 bây giờ nó gần như là rất nhiều lần rồi, em không cảm thấy là nó có gì đó quá là khó khăn, nên là mục tiêu của em là luôn luôn ở trong top 5, muốn chiến đấu rất là nhiều với các tay đua hàng đầu để học được thêm rất là nhiều kinh nghiệm từ họ. Thì họ là những tay đua đã đua ở đây rất là nhiều năm rồi, cũng như là những cái chiếc xe của những cái đội ấy đã hoạt động rất là tốt, thì em muốn chạy theo họ để có thể biết là mình cần cải thiện ở đâu để mình có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Có thể nói ở trận ra quân lần này tại giải đua mô tô châu Á, đội đua Honda Racing Việt Nam đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có mặt trực tiếp tại khu vực chuẩn bị của các tay đua mới thấy hết niềm đam mê đua xe thể thao của các tay đua trẻ này. Chúc mừng các tay đua và đội đua Honda Racing Việt Nam ở chặng đầu tiên này. Bên cạnh hai hạng mục UB150 và AP250 mà đội đua Honda Racing Việt Nam có tay đua tham gia, ở giải đua mô tô châu Á còn có hạng mục Honda Thailand Talent Cup. Đây là hạng mục dành cho các tay đua nhỏ tuổi từ 13 đến 17 tuổi. Để đến gần hơn với mục tiêu nâng hạng, Honda Việt Nam năm nay tiếp tục cử đi những đại diện xuất sắc của đội đua tham gia Thailand Talent Cup 2023. Đây là giải đua mô tô đến từ nước bạn Thái Lan, là bệ phóng hoàn hảo cho đội đua Việt Nam trước khi tranh tài tại đấu trường quốc tế ARRC. Chúc mừng các tay đua trẻ đội đua Honda Racing Việt Nam ở chặng ra quân lần này tại Thái Lan. Hẹn gặp lại ở chặng 2 của giải đua mô tô châu Á năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra tại trường đua Sepang, Malaysia vào các ngày từ 12 đến 14 tháng 5 tới đây với nhiều bất ngờ hơn nữa. Một thông tin thêm đó là bên cạnh giải đua mô tô châu Á năm 2023, Honda Việt Nam cũng sẽ tiếp tục là nhà tài trợ tổ chức chính cho giải đua mô tô thể thao chuyên nghiệp trong nước Việt Nam Motor Racing Championship VMRC. Đây là giải đua có quy mô đạt chuẩn cho thi đấu chuyên nghiệp, quy tụ các tay đua trẻ đầy tiềm năng tham dự, vừa là cơ hội cho các tay đua của đội đua Honda Racing Việt Nam rèn luyện bản lĩnh thi đấu, cạnh tranh và nâng cao kỹ năng trước các đối thủ mạnh. Thông tin về giải đua này sẽ được Honda Việt Nam thông báo trong thời gian tới. Xin kính chào quý vị khán giả, tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chúng tôi ngày hôm nay để cùng tiếp tục khám phá mẫu xe Land Rover mới. Thưa quý vị, tiếp tục với những cái thông số kỹ thuật cũng như là những cái tính năng công nghệ trên chiếc xe này. Thì như quý vị biết, đây là cái chiếc xe thuộc thế hệ thứ 5, Land Rover thế hệ thứ 5. Và đây có thể nói là một cái chiếc SUV rất là kinh điển của Land Rover. Mẫu xe này có thể nói là nó khai sinh ra cái phân khúc xe SUV hạng sang từ trước tới nay, và đặc biệt là với lịch sử hơn 50 năm của Land Rover. Thưa quý vị, chiếc xe mà chúng tôi đang cầm lái trải nghiệm là chiếc xe Land Rover phiên bản trục cơ sở dài P360. Thì chiếc xe này được trang bị động cơ xăng Light điện nhẹ gọi là MXEV đó, động cơ i6 tăng áp 3.0 lít. Chiếc xe này thì cho công suất 360 mã lực tại vòng tua máy là từ 5.500 đến 6.500 vòng một phút, và mô men xoắn cực đại là 500 Nm tại vòng tua máy là 1.750 đến 5.000 vòng một phút. Khả năng tăng tốc của nó từ 0 đến 100 km/h là khoảng 6,3 giây, và tốc độ tối đa nó có thể đạt được là khoảng 225 km/h. Một trong những cái công nghệ vận hành ở trên những chiếc xe Land Rover đó chính là cái hệ thống treo khí nén điện tử. Quý vị đi những chiếc xe Land Rover mình có cái cảm giác rất là êm ái, nhẹ nhàng. Mặc dù là mình ngồi trên những chiếc SUV đó, nhưng mà mình vẫn có cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và êm ái nữa. Điều đó nó được tạo ra nhờ cái hệ thống treo khí nén điện tử khá là nổi bật của hãng xe Land Rover. Chiếc xe này thì được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh IAWD với hộp số tự động 8 cấp.
khả năng vận hành của những chiếc xe Land Rover thì quý vị biết rồi, rất là mạnh mẽ. Với những cái thông số mà tôi vừa giới thiệu thì rõ ràng là những cái chiếc xe này nó vận hành rất là mạnh mẽ. Thêm vào đó, những cái công nghệ khác, ví dụ như là chiếc xe này nó còn được trang bị những cái thông tin lái ở trên kính chắn gió phía trước. Đặc biệt hơn nữa là ngoài cái tốc độ, chúng ta thường thấy là cái HUD đó thì nó hiển thị tốc độ đúng không ạ? Nhưng mà trên chiếc xe này nó còn hiển thị cái chế độ vận hành của xe, ví dụ như là quý vị chuyển chế độ sang P, chuyển chế độ sang D hoặc là N, R gì đó thì nó cũng hiện cái chữ đó ở trên kính chắn gió. Ngoài ra, khi mà quý vị sử dụng cái chức năng navigation, chức năng dẫn đường, bản đồ đó thì nó cũng hiện lên trên kính chắn gió luôn. Ví dụ như là tới cái quãng đường mà mình cần phải rẽ trái, rẽ phải như thế nào thì nó sẽ hiện ở trên cái kính chắn gió HUD này luôn, cũng rất là thú vị. Trên mỗi chiếc xe Land Rover đều được trang bị cái khóa vi sai cầu sao chủ động. Thì cái điều này nó cũng có một cái ưu điểm, đó là nó sẽ tối ưu hóa cái lực kéo cho cái trục sau của xe, giúp xe ổn định khi mà vào cua, đặc biệt là khi vào cua tốc độ cao, cũng như là khi mà di chuyển trên những cái cung đường đặc thù, ví dụ như đường trơn trượt hoặc là những cái cung đường gồ ghề, đường off-road vân vân, để giúp xe vận hành ổn định hơn. Và thưa quý vị, nếu mà nói đến cái khả năng vận hành của Land Rover, đặc biệt là mẫu xe Land Rover mà không nhắc đến cái hệ thống công nghệ Terrain Response khá là nổi tiếng của hãng xe Land Rover thì là thiếu sót. Bởi vì với cái công nghệ này, nó giúp cho những cái chiếc xe Land Rover hoạt động rất là mạnh mẽ. Nó là một cái công nghệ có thể nói là không thể thiếu trên những cái chiếc xe SUV của Land Rover. Với cái hệ thống công nghệ hỗ trợ lái Terrain Response này, quý vị có thể lựa chọn các cái chế độ lái khác nhau khi mà mình lái những chiếc xe Land Rover. Tại Việt Nam thì những chiếc xe Land Rover được phân phối chính hãng và duy nhất bởi Phú Thái Mobility với 4 phiên bản. Phiên bản cao nhất là phiên bản SV, 3 phiên bản còn lại là phiên bản Autobiography, trong đó có 1 phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn, 3 phiên bản còn lại là phiên bản trục cơ sở dài. Và phiên bản cao nhất, phiên bản SV thì có giá bán gần 24 tỷ đồng, chính xác là khoảng 24 tỷ 8. Còn phiên bản mà chúng tôi đang cầm lái giới thiệu đến quý vị là phiên bản Autobiography, phiên bản trục cơ sở dài, giá bán tiêu chuẩn là từ 11 tỷ 799 triệu đồng. Và thưa quý vị, về công nghệ an toàn thì chắc chắn rồi, trên chiếc xe SUV, chiếc Land Rover này thì gần như là những cái công nghệ an toàn tiên tiến nhất đều được Land Rover trang bị trên chiếc xe này. Những cái công nghệ tiêu biểu có thể kể đến, ví dụ như là hệ thống ổn định thân xe điện tử nè, chức năng khởi hành ngang dốc, gạt mưa tự động, vân vân. Chức năng giám sát áp suất lốp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, Adaptive Cruise Control và hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp nè, chìa khóa thông minh, vân vân. Hỗ trợ đổ xe tự động, hệ thống các cái hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, phía sau, cắt ngang khi lùi xe, vân vân, đều được trang bị rất là đầy đủ ở trên chiếc xe này. Và thưa quý vị, Phú Thái Mobility thì đang áp dụng cái chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, cũng như là cái chế độ bảo dưỡng 5 năm dành cho những khách hàng sở hữu những chiếc xe Land Rover tại Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu Hướng. Hẹn gặp lại quý vị vào những chuyên mục lần sau. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm theo dõi. Cảm ơn MG Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Chúc quý khán giả và gia đình có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.